Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần bản tin văn hóa với một số thông tin sau. Bảo tàng tỉnh đón gần 15.000 lượt khách đến tham quan trong năm 2018. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình lưu giữ hồn quê đón xuân Kỷ Hợi. Thành phố Hưng Yên và vấn nạn rác quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Di tích đầm Dạ Trạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, nỗ lực đưa văn nghệ truyền thống về cơ sở. Cuối chương trình trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tướng quân Phạm Ngũ Lão và đền thờ. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trong năm 2018, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 10 cuộc trưng bày phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh. Trong đó có nhiều cuộc đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, chuyên đề Cổ vật Hưng Yên, chuyên đề Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cuộc đời và sự nghiệp. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức 2 cuộc trưng bày lưu động tại 2 huyện Khoái Châu và Ân Thi, chỉnh lý nội dung trưng bày tại nhà tưởng niệm đồng chí Lê Văn Lương và nhà trưng bày khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sưu tầm bàn giao cho phòng kiểm kê bảo quản 716 tài liệu hiện vật. Trong năm 2018, Bảo tàng tỉnh đã đón gần 15.000 lượt khách và trên 1.000 lượt khách đến tham quan tại 2 khu trưng bày lưu động. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vừa tổ chức chương trình lưu giữ hồn quê tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang với cuộc giao lưu giữa hai thôn Công Luận 1 và Công Luận 2. Đây là chương trình giao lưu đặc sắc để chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Mở đầu chương trình là một không khí xuân rộn ràng với màn múa lân được chuẩn bị công phu và biểu diễn rất chuyên nghiệp. Ngay sau đó, với làn điệu chèo mượt mà và quan họ đằm thắm thiết tha, các diễn viên của hai làng đã giới thiệu những nét đặc trưng của vùng đất này từ xưa tới nay. Chính các liền anh liền chị, các diễn viên chèo của hai làng sau đó lại thể hiện tinh hoa nghề nghiệp nơi đây khi tham gia thi ghép bưởi cảnh và tô chậu cảnh trong phần khéo tay hay nghề. Hai tiểu phẩm Người Phán Xử và Tham Thị Thâm đã mang đến cho bà con ở đây những tiếng cười sảng khoái và nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường và sản xuất kinh doanh có lương tâm. Phần thi Ai Nhanh Ai Khỏe trong chương trình lần này đã tái hiện được không gian lễ hội vật truyền thống ở đây với phần thi vật. Những đồ vật trẻ đã mang lại cho khán giả những keo vật sôi động và kịch tính. Những trò chơi dân gian như bắt trẻ trong chum và bịt mắt đập niêu cũng mang lại rất nhiều thú vị cho người chơi và khán giả. Đây là chương trình đặc sắc sẽ được phát sóng vào 10 giờ sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi. Từ lâu, quầy thiện nguyện của bà Doãn Thị Thoa tại số nhà 581 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã trở nên quen thuộc đối với mọi người bởi đây là địa chỉ của các hoạt động nhân đạo. Ngôi nhà 3 tầng, rộng hơn 100m², thay vì dùng để cho thuê lấy tiền hàng tháng, bà Doãn Thị Thoa đã biến nó thành gian hàng với đủ loại quần áo, sách bút, đồ dùng sinh hoạt cũ, mới. Với khẩu hiệu ai không dùng đến cho tôi xin và ai dùng đến tôi kính biếu, bà đã thu thập những vật dụng của những người không dùng để chia sẻ cho những người thiếu thốn. Quầy từ thiện do bà Thoa lập lên đã được 2 năm. Hàng tháng bà đều vận chuyển các đồ đã thu nhận được để đem cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức và cá nhân làm công tác thiện nguyện để đem những thứ mình thu nhận được chia sẻ cho đồng bào khó khăn vùng cao, vùng biên giới. Dạo quanh các tuyến đường của thành phố Hưng Yên, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan đô thị. Nạn quảng cáo giao vặt đã không trừ một chỗ nào, địa điểm nào. Từ hàng rào, bức tường đến cột điện, thân cây, đâu đâu cũng nham nhở những mẩu quảng cáo lớn nhỏ bị dán lên với vô số loại hình dịch vụ. Khoan cắt bê tông, tuyển nhân viên, cần người giúp việc, cho vay tiền, cho thuê nhà, bán đất, làm mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, nhiều hộ kinh doanh cũng tràn lan các loại biển quảng cáo ra vỉa hè, lấn chiếm hết phần đường của người đi bộ. Nhiều tuyến phố còn xuất hiện các tấm biển quảng cáo lớn phá vỡ không gian kiến trúc, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị. Mặc dù các ngành chức năng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền ra quân xử lý rác quảng cáo, tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn diễn ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, gây mất mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc. Đầm Dạ Trạch hay còn gọi là đầm Nhất Dạ thuộc xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là di tích lịch sử gắn với truyền thuyết Đức Thánh Chử Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân. Đây còn là nơi đóng quân của Triệu Quang Phục thế kỷ thứ 6. Đầm Dạ Trạch đến nay vẫn còn, nhưng hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đầm Dạ Trạch rộng khoảng 45.000m² thuộc thôn Yên Vĩnh. Hiện nay, xã Dạ Trạch đang cho một hộ dân thầu đầm để thả cá.
có khoảng 60 hộ dân sống dọc hai bên đầm. Trong số đó có 5 hộ chăn nuôi bò sữa, hàng ngày vẫn xả trực tiếp chất thải chăn nuôi ra đầm, khiến nguồn nước nhiều đoạn đen đặc chất thải, làm ách tắc dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. Theo các hộ chăn nuôi, gần đầm không có hệ thống rãnh thoát nước, cho nên họ phải thả chất thải ra đầm. Bên cạnh đó, một số hộ thiếu ý thức vẫn còn xả rác thải sinh hoạt xuống đầm. Chính quyền xã có biết tình trạng ô nhiễm này nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn. Đề nghị xã Dạ Trạch kiên quyết cấm các hộ chăn nuôi xả thải bẩn xuống đầm Dạ Trạch để trả lại môi trường trong lành cũng như giữ gìn, bảo vệ một địa điểm từng có trong truyền thuyết và ghi dấu sự kiện lịch sử của dân tộc. Nhằm nỗ lực đưa văn nghệ truyền thống về cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giảng dạy các lớp học hát chèo, hát chống quân, hát văn ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã tổ chức đa dạng các sân chơi giải trí cho bà con nhân dân tham gia nhằm lan tỏa giá trị của văn nghệ truyền thống trong cộng đồng. Khoảng 4 năm trở lại đây, phong trào văn hóa văn nghệ tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm có nhiều thay đổi. Rất nhiều thôn trong xã đã thành lập được câu lạc bộ văn nghệ. Đặc biệt, tại các câu lạc bộ, loại hình âm nhạc truyền thống được các thành viên hăng say luyện tập biểu diễn. Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh đã mở lớp truyền dạy hát chèo tại địa phương. Kể từ đó đến nay, phong trào học hát chèo cũng ngày một phát triển. Các làn điệu văn nghệ truyền thống được thể hiện nhiều hơn, bài bản và chuyên sâu hơn. Là từ khi Trường Văn hóa Nghệ thuật về dạy chúng tôi những làn điệu chèo cổ, từ đó thì tôi cũng học và biết rất là nhiều, biết cách biểu diễn, yêu văn hóa nghệ thuật. Khi cứ đến giờ tập là mọi người là đều hăng hái đến, bởi vì cái dân ca đối với mọi người là nó rất là thấm đậm nghĩa tình. Không riêng gì xã Việt Hưng, các xã khác trên địa bàn huyện Văn Lâm cũng tương tự. Phong trào học biểu diễn văn nghệ truyền thống tại các xã nở rộ như Đình Dù, Lạc Hồng, Minh Hải, Như Quỳnh. Trong đó có hai câu lạc bộ văn hóa văn nghệ với 117 thành viên tham gia ở xã Minh Hải, Như Quỳnh. Bên cạnh những nỗ lực của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên cũng đã thường xuyên tổ chức các chương trình sân chơi, sân khấu truyền thống như Lưu Giữ Hồn Quê, Khắp Nơi Ca Hát, Chiếu Chèo Làng Tôi, cũng như khai thác biên tập rất nhiều chương trình sân khấu, chương trình dân ca phát sóng phục vụ khán thính giả. Mỗi năm có khoảng 14 chương trình Lưu Giữ Hồn Quê, 12 chương trình Khắp Nơi Ca Hát và gần khoảng 300 chương trình dân ca sân khấu được chọn lọc phát sóng trên truyền hình. Tất cả các chương trình trên đều đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả trong và ngoài tỉnh, thu hút rất đông các đội văn nghệ quần chúng tham gia một cách chuyên nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca truyền thống đặc sắc. 8 năm qua làm chương trình Lưu Giữ Hồn Quê thì đã có gần 100 cái chương trình Lưu Giữ Hồn Quê ở 100 xã trên địa bàn tỉnh. Tất cả các cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi đều khai thác triệt để các cái vốn văn hóa truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các cái làn điệu dân ca và hát chèo, hát chống quân của Hưng Yên. Và trong cái quá trình chúng tôi tổ chức ấy, thì chúng tôi có phối hợp cùng với các cái nghệ sĩ của nhà hát chèo Hưng Yên và của Trường Văn hóa Nghệ thuật để cùng phối hợp để về truyền dạy các cái làn điệu đó cho bà con ở các cái địa phương. Đài truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình Lưu Giữ Hồn Quê đã khơi dậy được cái nét văn hóa của xã Việt Hưng. Ở bên Bắc Linh thì phát triển về quan họ, còn Hưng Yên thì phát triển về chèo. Thì hôm nay là hai cái nét văn hóa đã được hòa quyện với nhau và tổ chức một cái chương trình, một cái sân chơi của chương trình Lưu Giữ Hồn Quê rất là tuyệt vời. Tôi thấy là rất là vui và là rất là đặc biệt để cho con họ, những làn điệu dân ca con họ mượt mà cũng như những làn điệu chèo được vang xa. Hiện ở tỉnh ta có một số thể loại văn nghệ truyền thống nổi bật ở các câu lạc bộ văn nghệ nổi tiếng như câu lạc bộ hát chèo Thanh Long huyện Yên Mỹ, câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch huyện Khói Châu, câu lạc bộ ca trù giáo phòng huyện Văn Giang, cùng hàng trăm câu lạc bộ văn nghệ tại 10 huyện thành phố đang nỗ lực học tập và phát huy các giá trị văn hóa của các loại hình trên. Trong năm 2018, Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức 3 lớp giảng dạy hát chèo, ca trù, chống quân. Từ khi thành lập năm 2002 đến nay, trường đã nỗ lực đưa văn nghệ truyền thống về các làng quê,
từ đó giúp lan rộng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng tại các địa phương, góp phần nâng cao tinh thần yêu văn hóa truyền thống, giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hóa đặc sắc trên quê hương Hưng Yên. Hầu hết các thôn, các xã trong tỉnh là đều có câu lạc bộ. Đến bây giờ thì có khoảng độ gần 200 chú trèo. Thì chúng tôi rất muốn đưa cái này vào trong các cái trường phổ thông. Và từ đó thì chúng ta mới có thể giữ gìn được cái bản sắc truyền thống dân tộc. Với sự nỗ lực của ngành văn hóa cùng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong việc truyền dạy, tổ chức nhiều sân chơi văn nghệ và dành nhiều thời lượng phát sóng, đã làm lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống ở các làng quê, góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vương triều Trần, một vương triều với nhiều võ công hiển hách, có những đóng góp quan trọng về văn hiến trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Một trong những nét đặc sắc của triều Trần là việc xuất hiện những vị tướng văn võ song toàn ở mọi tầng lớp, mà người tiêu biểu nhất là Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, một danh tướng xuất thân từ tầng lớp nông dân. Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão 1255 tại làng Phô Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đúng vào lúc Vương triều Trần đang động viên sức dân cả nước chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Ông cùng tuổi với Thượng tướng quân Trần Nhật Duật, hoàng tử thứ 6 của vua Trần Thái Tông, là một danh tướng quân kiệt xuất của Vương triều Trần. Về việc xuất thân của ông đã trở thành huyền thoại dân gian, chàng trai làng Phù Ủng lúc sinh thời đã có chí khí khác thường, tính tình khẳng khái. Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân qua vùng đất Phù Ủng, Ngũ Lão đang ngồi đan sọt ngoài đường, mải nghĩ không biết quan quân đi đến. Một người lính dẹp đường, quát mãi anh thanh niên vẫn cứ trầm tư, bèn dùng giáo xuyên vào đùi kẻ cản đường, máu chảy đầm đìa. Người lính không rút được giáo ra, đang dùng rằng thì Hưng Đạo Vương lấy làm lạ, hỏi đầu đuôi sự việc. Qua đối đáp trôi chảy của chàng trai nông dân, Hưng Đạo Vương đã phát hiện đây sẽ là một vị lương tướng của triều đình, và sau này đúng là như vậy. Có thể hiểu sự xuất thân của Phạm Ngũ Lão không qua khoa cử mà đi bằng con đường đặc biệt là lọt vào mắt xanh của vị thánh tướng triều Trần đã cho thấy sự phong phú trong chế độ tuyển mộ người tài của vương triều lúc ấy là phát huy sức mạnh của toàn dân. Với tài năng bẩm sinh, chí hướng đúng đắn của mình lại được đích thân Trần Quốc Tuấn rèn cặp, Phạm Ngũ Lão đã mau chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất trong hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Sau này, trong thời gian phò tá ba đời vua nhà Trần, Phạm Ngũ Lão đã lập công nhiều lần đánh dẹp quân Ai Lao, quân Chiêm Thành cũng như là các tù trưởng phản loạn nơi biên giới. Sau này Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Đại Vương gả con gái cho. Điều này rất hiếm xảy ra trong vương triều Trần. Để làm được điều đó một cách thuận tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn đã phải giáng con gái anh Nguyên xuống làm con nuôi. Chỉ riêng điều đó đã thấy sự nhìn xa trông rộng, phát hiện và trọng dụng hiền tài của Hưng Đạo Vương. Điều đó cũng khẳng định sự tiến bộ vượt bậc trong thuật dùng người hiền xuất thân từ tầng lớp bình dân để phát huy sĩ khí cả nước trong trị quốc và đánh giặc. Phạm Ngũ Lão là đặc biệt nổi lên từ cái sau khoảng thời đại của Trần Anh Tông, tức là khoảng từ năm 1290 trở về sau. Ông có tham gia rất nhiều chiến trận, chủ yếu là bình định Ai Lao, cái vùng Điện Biên, vùng Sơn La, tức là phía tây của đất nước. Là thường khi đấy, mặc dù chiến tranh với Trung Quốc đã chấm dứt, nhưng mà cái nổi loạn ở trong nội bộ đất nước cũng như là ở phía tây ấy, cũng như ở phía nam ấy, là cũng đang còn diễn ra tương đối phổ biến, và sử sách đã ghi chép lại rất nhiều những cái trận đánh mà Phạm Ngũ Lão từng là chỉ huy, và ông được phong đến cái chức là Điện Soái. Về các chiến công của ông, theo sử chép lại thì chủ yếu là trong các lần đánh dẹp Ai Lao và Chiêm Thành. Nhưng thực ra, tài năng quân sự của ông đã được thể hiện và khẳng định nổi trội ngay từ khi tham gia cuộc trường chinh đánh quân Nguyên Mông lần thứ hai.
Khi ấy, danh tiếng tướng quân Phạm Ngũ Lão khiến giặc luôn khiếp sợ, uy danh của ông đã vang xa sang cả phía địch quân. Trong những tháng ngày tác chiến gian khổ với đại quân Toa Đô, kinh nghiệm chiến trường cùng với sự dày dạn chiến đấu của binh sĩ đã cho Phạm Ngũ Lão một niềm tin tất thắng. Bàn về ông, Lê Quý Đôn từng nói, Phạm Ngũ Lão là người trong trẻo, cứng rắn, thanh liêm, cao thượng, có phong độ như kẻ sĩ quân tử đời Tây Hán. Bởi vì nhà Trần có chế độ đãi ngộ sĩ phu, rộng rãi mà không bó buộc, hoa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có khí tự lập, hào hiệp, cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng danh sử sách, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Tài năng, đức độ, công lao và uy tín của Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đã đi vào lịch sử và được nhân dân các thế hệ, nhất là quê hương ông, tôn thờ, mà đỉnh cao là lễ hội đền Phù Ủng hàng năm tưởng nhớ công đức của ông. Cũng nhiều nơi có thờ ông, đặc biệt trong các đền thờ Hưng Đạo Đại Vương thường có cả tượng thờ ông, một danh tướng xuất sắc được Đức Thánh Trần phát hiện và rèn cặp. Ngày nay có hai nơi chính thờ Phạm Ngũ Lão tại quê hương Phù Ủng. Đền được xây dựng trên nền nhà cũ của ông và trên phố Lý Quốc Sư ở Hà Nội, là trại cao nơi phủ được cấp của ông ở Kinh Thành. Là danh tướng lập võ công hiển hách, nhưng Phạm Ngũ Lão còn để đời những bài thơ bất hủ, trong đó nổi bật là bài thơ Thuật Hoài được dịch nghĩa như sau. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân thế mạnh át ngưu đầu, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu. Đền thờ Phạm Ngũ Lão tại thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi trước đây được bố cục theo kiểu chữ nhất, gồm 7 gian, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã bị phá. Từ năm 1986 đến năm 1989, bằng nguồn kinh phí của nhà nước và nhân dân đã đóng góp phục dựng lại ngôi đền. Công trình được bê tông hóa theo kiến trúc cổ, gồm 5 gian tiền tế và tòa hậu cung, kiến trúc kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Bước vào đền thờ gây ấn tượng mạnh là pho tượng Đức Thánh Phạm Ngũ Lão bằng đồng nặng trên 300 kg, trong tư thế ngồi trên ngai mặc áo cẩm bào. Phía bên phải của đền Ủng là đền mẫu thờ mẹ ngài. Ngôi đền được xây dựng theo kiểu kiến trúc thời Nguyễn. Trong đền có tượng thờ mẹ của tướng quân Phạm Ngũ Lão bằng gỗ và 4 pho tượng người hầu bằng đá thời Trần, tương truyền làm bằng đá lấy từ ải Chi Lăng, Lạng Sơn, nơi phụ thân của Phạm Ngũ Lão thắt cổ tự vẫn để tỏ rõ khí tiết khi giặc Nguyên ép ông ra hàng. Bên phải có khuê văn các, nơi các quan trong triều về tế lễ bình thơ, ngoạn cảnh. Bên trái là lăng Đức Tiên Công, thờ phụ thân của Phạm Ngũ Lão. Đền Ủng là một quần thể di tích rộng có giá trị lớn về lịch sử nghệ thuật, đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1988. Thời gian qua, bằng nguồn vốn của nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, khu di tích Đền Ủng đã được trùng tu, tôn tạo lại nhưng vẫn giữ nguyên được những nét kiến trúc cổ. Trong tương lai không xa, quần thể di tích lịch sử Đền Ủng sẽ là một điểm đến của loại hình du lịch tham quan các di tích lịch sử và du lịch lễ hội truyền thống của tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng. Lễ hội Đền Ủng hàng năm được tổ chức trang trọng vào ngày đầu tháng Giêng. Đây là lễ hội cấp tỉnh quản lý, được đầu tư, tổ chức với quy mô lớn, thu hút hàng vạn lượt khách thập phương đến tham quan chảy hội. Phần hội thì đã có tôi đã tổ chức một số trò chơi dân gian như là vật cù, nhảy bao bố để tái hiện lại cái hình ảnh ngày xưa là Phạm Ngũ Lão rèn quân, rồi là tổ chức giải cầu lông, bóng chuyền, các cái giao lưu văn nghệ của các thôn, rồi hát quan họ. Ngày 13 là ngày hội chính, sẽ diễn ra các nghi lễ như đại lễ, tế nội tán, ngoại tán. Lễ hội được tổ chức sôi động với nghi lễ dứt kiệu cung phi, công chúa Tĩnh Huệ từ đền về lăng Phạm Tiên Công để trình ông, sau đó rước về đền Phạm Ngũ Lão để trình cha. Một nét đặc sắc trong lễ hội là khi rước, người dân chưa qua gầm kiệu với ước mong thực hiện được những điều mình ước.
lễ hội Đền Ủng là một lễ hội lớn mở đầu cho lễ hội mùa xuân ở Hưng Yên. Hội Đền Ủng được diễn ra từ ngày 11 tới ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh lễ dâng hương tưởng niệm, cầu chúc thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối, hát chầu văn, hát trống quân, hát giao duyên, chơi chọi gà, cờ tướng, đấu vật. Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào không khí trang nghiêm của những nghi lễ truyền thống, biết thêm được lịch sử dân tộc và những cống hiến đóng góp của vị danh tướng đời Trần. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.